Dạ vâng, em xin chào tất cả các cụ ạ. Thì thể theo nguyện vọng của các cụ ở Quảng Nam, Quảng Nôm với lại Quảng Ngãi thì là bên em hôm nay làm cái clip này để tỉa hạt đậu phộng này. Đấy, chiếc máy này là dòng máy 16 mỏ bên em mới nhập về thôi. Con này là khoảng cách là 10 cm thì hôm nay em sẽ tăng lên một chút lên 12 cm cho các cụ ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Nôm để chúng ta sử dụng trồng đậu phộng. Các cụ trong đấy gọi là tỉa đậu phộng. Thì chiếc máy này nó cơ chế của hoạt động của nó rất là hay. Nó thay vì các cái bộ chia hạt như các cái máy gieo hạt truyền thống thì ở đây nó sẽ là một cái gầu múc ở bên trong. Cái gầu múc này nó sẽ có tác dụng so với cái dòng chia hạt kia, đấy là nó có thể múc hạt to hạt nhỏ được. Hạt nhỏ thì nó sẽ ra 2 và hạt to nó sẽ ra 1. Và đặc điểm đặc biệt của cái múc này, nó bằng nhựa và nó sẽ không làm xước vỏ hạt đậu phộng, dẫn đến cái tỷ lệ mọc cây của đậu phộng khi chúng ta chỉ sử dụng chiếc máy này là lên đến 100%, không có hạt chết. Hạt chết chỉ có hạt thối khi mà chúng ta sử dụng nó bị hỏng ngay từ hạt giống thôi. Còn nếu mà hạt giống chuẩn thì sẽ ok. Thì ngày hôm nay em có bóc lạc của nhà thôi. Nó sẽ là hạt to và hạt nhỏ, hạt dài, hạt ngắn. Nên là cái máy này nó sử dụng thì nó sẽ không bị mất hạt. Đấy là em đảm bảo 100%, đấy là khi chúng ta sử dụng cái bộ múc hạt, bộ gầu múc số 5, nó sẽ không mất một hạt nào, nên các cụ yên tâm sử dụng luôn. Con này nếu mà nó hạt nhỏ thì nó sẽ ra 2 mà hạt to nó sẽ ra 1. Vì vậy là khi mà chúng ta nhiều hạt nhỏ thì nó sẽ ra 2, và nếu mà chúng ta quá nhiều hạt nhỏ chúng ta lên sử dụng bộ chia số 4, cái bộ múc gầu số 4 thì nó sẽ ok hơn các cụ nhé. Thì bây giờ thì em sẽ đẩy cho cụ xem. Chiếc máy này nó hoạt động khá đơn giản thôi. Đẩy đến đâu lấp đất đến đấy. Nghĩa là đẩy đến đâu là chúng ta sẽ xong đến đấy thôi. Không cần phải làm lại làm cái gì cho nó mệt ra. Đấy, em đã đẩy xong một hàng rồi. Các cụ có thể nhìn thấy là hạt nó ra không sót hàng nào. Chỉ có 1-2 hố là bị ra 2 hạt thôi. Đấy, rất là tuyệt vời. Con máy này thì khá là nhẹ, trong trọng khô nó rơi vào 10 cân thôi. Chúng ta mà bóc ra để thử thôi. Bây giờ là tháng 7 rồi thì Quảng Nam, Quảng Nôm chừng khoảng 2 tháng nữa sẽ vào vụ để trồng tỉa đậu phộng này. Là các cụ mà nhìn em làm clip này thì chúng ta cứ yên tâm về dòng máy sử dụng, thì con đậu phộng này mình không phải lo gì cả. Các bác, các cụ mà có nhà có một sào thì bây giờ chúng ta ôm thêm khoảng 10 sào đó để dùng cho nó bỏ cái mua cái máy. Ở trên đây thì em đã giới thiệu này, chạy thử này, chúng ta có thể nhìn thấy gần như là không hề mất một hạt nào, đấy là 100% hạt nó sẽ ra đều. Đấy, các cụ mà nhìn có vấn đề gì thắc mắc thì có thể alo cho số điện thoại được như trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ. Dòng này là dòng 16 mỏ nhé, 16 mỏ là giá niêm yết đang là 2 triệu 500 ngàn. Đấy, cảm ơn các cụ xem video của em.